Xin chào tất cả các anh chị em trong hành trình K3. Mình xin giới thiệu, mình là Trần Thị Thu Hằng, giáo viên trung học phổ thông ở tỉnh Hưng Yên. Xin biết ơn hành trình K3 đã cho mình kết nối với rất nhiều nhân duyên. Xin biết ơn thủ lĩnh Quang Minh, chuyên gia Minh Hảo và các chuyên gia khác đã chia sẻ những bài học tâm huyết, nâng tầm giá trị một con người hơn cả cái tên hành trình K3. Xin biết ơn ban phụng sự hành trình K3, những con người đầy trách nhiệm, luôn hiểu thương và nâng đỡ và luôn đồng hành sát cánh tất cả các hộ trong suốt hành trình. Xin biết ơn tất cả các thành viên thân yêu trong hộ 19 của mình, những con người luôn nâng đỡ với sự hiểu thương, sự cống hiến tâm huyết và tinh thần trách nhiệm vì đồng đội. Mỗi chúng ta đều sẽ gặt hái được những giá trị riêng của hành trình K3. Nhưng từ những sự cống hiến, tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong hộ 19 đã cho tôi những bài học về tinh thần làm việc, sự cho đi, sự chuyên tâm. Và điều này tôi chưa từng thấy ở bất kể một tổ chức nào mà tôi đã từng tham gia. Mỗi ngày của hành trình, mỗi con người trong hành trình và mỗi đồng đội của tôi đã cho tôi những bài học tự soi lại mình, tự nhìn tấm gương làm việc của đồng đội để mà rèn mình. Khi làm việc với lòng nhiệt huyết, với tinh thần trách nhiệm cao, với sự học hỏi khiêm nhường thì rất tự nhiên những cái giá trị đó của ta sẽ được lan tỏa rất nhanh và rất nhiều. Như một đóa hoa luôn tận tụy, thầm lặng, cống hiến tỏa hương cho đời. Hành trình K3 là một dấu ấn, là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, trên con đường học tập và rèn luyện của tôi. Hành trình này sẽ không có ga cuối mà luôn đồng hành cùng tôi như sứ mệnh của cuộc đời mình. Xin biết ơn thầy tổ đã cho con hiểu sự học là sự nghiệp quan trọng biết nhường nào. Biết ơn cha mẹ đã dày công nuôi dạy để cho con có được như ngày hôm nay. Xin biết ơn nhân duyên để cho con đến với hành trình K3. Xin biết ơn tất cả đã cho con có được như ngày hôm nay. Xin biết ơn và biết ơn.